The FIFA 15 Ultimate Team là một tựa game bóng đá mới ra và nó sẽ là tựa game đáng để chơi thử nếu bạn là fan của thể loại bóng đá di động. FIFA 15 Ultimate Team chỉ đơn giản là tuyệt vời. Các bạn hãy chơi thử dù chỉ một lần và các bạn sẽ thích nó, yêu nó và nghiện nó. Đây sẽ là giao diện chính của FIFA 15 Ultimate Team. Ở tab đầu tiên, tab Home, thì nơi đây sẽ cho chúng ta đá bóng nhanh hoặc là quản lý đội bóng nhanh. Ở tab thứ hai, tab Chơi, thì đây sẽ nơi mà cho phép các bạn tham gia vào những trận đấu khác nhau. Tí nữa thì mình sẽ nói về cái chế độ chơi này sau. Ở tab thứ tư sẽ cho phép các bạn quản lý đội bóng của mình như là một ông bầu thực sự vậy. Ở đây thì chúng ta có tất cả các cầu thủ ở trong đội bóng của chúng ta. Và cái chỉ số này sẽ đánh giá tổng quan sức mạnh cũng như là khả năng của từng cầu thủ. Càng cao thì càng ngon. Và đây sẽ là nơi mà chúng ta có thể kiểm soát được đội hình cũng như là thay đổi vị trí của các cầu thủ ở trong đội bóng. Thì ở đây nhiều bạn sẽ tự hỏi là chúng ta có thể kiếm được thêm những cầu thủ ở đâu. Sẽ có hai câu trả lời. Phương án thứ nhất sẽ là chúng ta có thể kiếm ở trên thị trường chuyển nhượng. Và ở đây thì các bạn còn có thể bán đi những cầu thủ mà các bạn cảm thấy không còn hữu ích nữa để có thể dành tiền mua được những ngôi sao lớn hơn. Cách kiếm cầu thủ thứ hai thì đầy hên xui và may rủi, đó chính là quay tay vận may sẽ đến. Mỗi một lần mở pack như thế này thì các bạn sẽ có tỷ lệ nhận được những cầu thủ để hoặc là xịn khác nhau. Mình sẽ bật mí cho các bạn một cái mẹo nhỏ, đó là khi mà mới bắt đầu chơi thì game sẽ tặng cho chúng ta một vài lần mở miễn phí. Và nếu như các bạn mở toàn ra những cầu thủ có chỉ số thấp, chưa ưng ý thì các bạn có thể reset game bằng cách theo hướng dẫn của mình như sau. Các bạn thoát game ra và vào cái option app setting của máy. Các bạn tìm game FIFA 15 Ultimate Team, sau đó kéo xuống dưới và bấm nút Clear Data này. Và sau khi bấm Clear Data thì toàn bộ cái game FIFA 15 Ultimate Team sẽ trở về ban đầu khi mà mới tải về. Sau đó các bạn vào game. Bây giờ thì game sẽ bắt chúng ta chơi một cái trận demo ban đầu. Thì mình khuyên các bạn có thể quit luôn cái trận đấu này để có thể tiến vào cái phần quay tay của chúng ta. Các bạn chọn Store My Pack. Mở nào. Như bạn có thể thấy thì bây giờ game đã cung cấp chúng ta 4 pack free và chúng ta có thể mở để kiếm những cái cầu thủ xịn. Và các bạn có thể lặp đi lặp lại những cái bước trên cho đến khi nào mà các bạn gặp được những cái siêu sao như ý. Chúc các bạn may mắn. Đó là chế độ quản lý đội bóng của FIFA 15 Ultimate Team. Còn bây giờ thì sẽ là chế độ nhập vài đá bóng. Lúc mới bước vào trận đấu thì chúng ta có thể thay đổi chiến thuật cũng như là thay đổi vị trí của các cầu thủ ở trên sân. Mình sẽ đá 4-4-2. Thêm vào đó thì ở đây chúng ta có hai sự lựa chọn về cách thức trận đấu này diễn ra. Các bạn có thể tự mình điều khiển các cầu thủ ở trên sân hoặc là đứng ở ngoài sân vào vai một huấn luyện viên và quan sát trận đấu, từ đó thì đưa ra những cái chiến lược tấn công hay là phòng thủ cho đội bóng của mình. Thì ở FIFA 14 thì cũng có cái chế độ này. Tuy nhiên thì ở FIFA 14 các bạn có thể vào sân trực tiếp đá bất cứ lúc nào để cứu thua cho đội nhà. Còn ở FIFA 15 thì các bạn chỉ có thể đứng ngoài đắng lòng đứng nhìn đội mình bị hiếp dâm mà thôi. Và chúng ta đang ở sân vận động, ngôi làng của những giấc mơ. Xin lỗi quý vị và các bạn vì sân vận động hơi cá sấu. Nguyên nhân là vì đội bóng chúng ta chỉ đang ở mức 2 sao mà thôi. Và trận đấu đã bắt đầu. Thì cái cách điều khiển không có gì khác biệt quá nhiều so với FIFA 14 hay là những tựa game bóng đá khác. Chúng ta vẫn có cụm phím điều hướng 360 độ ở bên trái và những nút đá kỹ năng truyền xoạc ở bên phải. Game cho chúng ta cảm giác đá thật hơn rất là nhiều so với FIFA 14. Cái cảm giác mà chúng ta đá quá bá đạo so với tự động nó không còn đến FIFA 15 Ultimate Team. Chơi FIFA 15 Ultimate Team, các bạn có thể thấy đồ họa của game bóng đá di động đã tiến rất là sát đến gần những cái tựa game bóng đá trên PC hay là PlayStation. Tuy nhiên nếu các bạn chơi game này trên tablet thì các bạn sẽ có những trải nghiệm đồ họa đẹp hơn rất là nhiều trên điện thoại. Về mặt âm thanh thì mặc định sẽ không có tiếng bình luận, cho nên là hơi bị nhàm chán. Tuy nhiên thì chúng ta có thể bật tiếng bình luận lên bằng cách bấm Setting, Customize. Sau đó chọn tab Audio và chọn Commentary ở đây. Khi mà các bạn chưa có commentary thì sẽ có option cho các bạn download về. Các bạn sẽ phải chờ đợi tầm từ 10 đến 30 phút để có thể download cái file audio này về. With the FIFA 15 Ultimate Team, các bạn sẽ được trải nghiệm những trận cầu đỉnh cao, đồ họa đẹp đến khó tả. Phong cách chơi game kết hợp giữa nhập vai đá bóng và quản lý đội bóng. And we have one more thing. Bình luận viên nói tiếng Anh hay như người bản địa. And the list of features is a mile long. Có link tải những ngày dưới video, các bạn hãy download về và chơi thử The FIFA 15 Ultimate Team.